Xem tử vi tuổi Dậu tháng 6 âm lịch năm 2022 được lộc trời cho giỏ sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt độ và tấm lòng bao dung độ lượng. Có thể thấy rằng họ luôn sẵn sàng trao niềm tin của mình cho những người khác. Điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền đau khổ, thì những quý vị gia chủ tuổi Dậu lúc nào cũng luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và đương nhiên, cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ mọi người mà bản mệnh, ông trời đã ưu ái tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch này. Trong tháng 6 âm lịch này thì bản mệnh của tuổi Dậu luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều những vấn đề khúc mắc hay là chuyện xui xẻo. Có thể thấy rằng họ có vận khác nhiều hơn là hung. Sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết đoạn. Vậy thì trong tháng 6 năm 2022, vận trình của những người tuổi Dậu như thế nào? Công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi điều này qua video phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng này không khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có nhiều thay đổi nên quý vị gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng, những người tuổi Dậu kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm, chứ chưa phải như bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi gia chủ tuổi Dậu năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều, tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều. Theo đó, tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp, bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a dua đám đông. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Dậu không có gì đáng ngại, tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính dẫn đến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Và nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ tuổi Dậu nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa và chủ động thăm khám định kỳ để có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các quý vị gia chủ tuổi Dậu luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng này khá tốt. Với tuổi Dậu độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm tới nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu.
Với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc, làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ, ắt nảy sinh tâm lý chán trường là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu tháng 6 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe quý ông bà không còn được tốt như trước đây, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang rất nhiều, thêm nữa gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Ở độ tuổi này, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó nhận được phần thưởng xứng đáng. Dù tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Sự nghiệp của những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư đôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn và hãy chú ý giữ vững tâm lý và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Xem tử vi tháng Đinh Mùi, trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, những người tuổi Quý Dậu có thể gặp một số cơ hội để phát triển bản thân, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Thời gian này một số người tuổi Ất Dậu có xu hướng tìm việc làm thêm, tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Dậu, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Dậu trong tháng 6 âm lịch. Chắc là quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong chính cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.